Xin chào tất cả các bạn nha, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình để góp nhận 40.000 tốc cần Kara này bạn. Thì một tốc cần Kara với giá là 0.000062. Thì hiện tại chương trình để góp này nó sẽ random cho 4.500 winner may mắn này bạn. Thì để tham gia giá hôm nay các bạn cần phải có một cái tài khoản trên trang CoinMarketCap các bạn. Sau đó các bạn nhập vào link sự kiện, các bạn login vào các bạn. Rồi thì mình làm nhiệm vụ thôi các bạn. Thì để cho chắc ăn hơn mình làm hai tách luôn các bạn. Thì mình làm cái tách này luôn đi các bạn. Cái này theo mình nghĩ là không có làm cũng được các bạn. Thôi để mình làm luôn đi các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn up to wallet nè. Nè up to wallet để mình up. Rồi các bạn mình up lên nè. Sau đó các bạn follow tờ Twitter nè. Thì nhiệm vụ có follow dưới ấy này nọ không? Rồi các bạn theo dõi nha các bạn. Rồi, bạn nào chưa theo dõi thì theo dõi, mình theo dõi rồi. Tiếp tục follow tờ Twitter cái nữa nè. Rồi, trên tờ Twitter nè các bạn theo dõi nha các bạn. Sau đó bạn mới đập lên nè. Sau đó các bạn follow tờ Twitter CoinMarketCap cái nữa nè. Rồi. Follow cái này cái nữa. Rồi, tiếp tục thì các bạn follow và tại Twitter và retweet post với hashtag cho tăng 3 người bạn nha các bạn. Các bạn nhấp vô đây nè. Rồi, các bạn like nè các bạn. Các bạn chụp dẫn với tweet nè các bạn. Các bạn dán hashtag nó vào và tăng 3 người bạn mình vào các bạn. Trời ơi, để mình copy hashtag. Rồi nè, các bạn chụp dẫn với tweet nè các bạn. Rồi, các bạn tweet lên nha các bạn. Nhớ tan ba bạn bè mình vào các bạn. Rồi sau đó thì các bạn join vào kênh group nè. Trên kênh group các bạn join vào các bạn. Rồi các bạn bắt up lên nè. Tiếp tục các bạn join tiếp kênh channel đi, bạn edit mình lên join sau các bạn. Rồi các bạn join vào các bạn. Rồi các bạn bắt up lên. Tiếp tục thì các bạn follow Medium luôn đi. Dự án này nếu bạn nào mà trúng giải thì có khoảng nhận được có khoảng 20 mấy đô. Nên mình làm kỹ một chút xíu các bạn. Rồi bạn follow nha các bạn. Rồi bạn bắt up lên nè. Tiếp tục join Discord nè. Rồi trên Discord thì các bạn chấp nhận là mờ thôi các bạn. Ký tự và thu hẹp quả tính của này. Rồi trên Discord thì các bạn bấm vào Verify nha các bạn. Sao Verify nó không được luôn. Không dùng này thôi kìa. Bạn không có quyền sử dụng này. Bấm vào Public. Ok, bấm vào Public nha các bạn. Rồi các bạn chat một câu đi các bạn. Thì rồi các bạn sẽ copy chữ Verify đi các bạn. Rồi các bạn Verify nè, copy chữ trên đây nè các bạn. Nhấn tới trên đây nè. Mình sao chép không được ta. Verify của nhỏ này nè. Mình copy của nó đi. Rồi các bạn sao chép nha các bạn. Bấm Verify đi. Trời sao ít nhắn không được ta. Bây
là một thằng public. Rồi bấm vào verify này các bạn. Có cái thằng cộng không ta? Thằng nữa. Rồi các bạn thêm vô thằng nha bạn. Rồi thằng verify rồi các bạn gửi cho bot đi. Rồi sau đó các bạn bắt đập lên nè. Rồi các bạn bấm vào zone này drop nha bạn. Rồi đem chuyện qua tiếng Việt cái. Sao tiếng Việt qua tiếng Anh hoài không biết. Rồi thì dòng đầu tiên bạn thêm after wallet nha bạn. Rồi tiếp tục thì theo dõi trang của Minecraft này. Này mình đã theo dõi rồi. Bạn nào chưa theo dõi thì theo dõi nha các bạn. Sau đó bạn bắt đập lên nè. Theo dõi tờ Twitter của nó nè. Rồi các bạn bắt đắp lên các bạn. Rồi tiếp tục theo dõi Facebook của nó nè. Rồi các bạn chỉ bấm thích thôi các bạn. Rồi bạn bắt đắp lên nè. Tiếp tục tham gia kênh Telegram của nó nè. Anh như mình đã tham gia rồi, mình chỉ kiểm tra nữa thôi nha các bạn. Đúng rồi. Tham gia kênh Telegram thứ hai của nó nữa. Rồi mình đã tham gia rồi hết các bạn. Thì các bạn tham gia xong hết thì các bạn nhấp vào ba cánh cùng nè. Các bạn vào setting nè. Copy của username của mình nè. Gỡ vào cái link Discord. Các bạn dạ gửi vào username Telegram dưới đây nè các bạn. Rồi dòng đầu tiên thì các bạn dùng địa chỉ VPN sợ mã trên bet20 trên YouTube Wallet của các bạn nè. Rồi các bạn sao chép thôi các bạn. Các bạn dán vô đây thôi các bạn. Tiếp tục thì các bạn điền lỗ username tại Twitter của các bạn nè. Sao mà nó xin em tụi tớ của mình nè. Công Quynh. V này nè, H9. Tiếp tục thì đến. Tiếp tục thì các bạn điền lưu xin em Facebook thôi các bạn. Thì để lấy được username Facebook thì các bạn nhấp vào Facebook nữa các bạn. Thì các bạn xem lại những video mình đã hướng dẫn các bạn lấy username Facebook các bạn. Sau đó thì các bạn chấp nhận điều khoản. Rồi các bạn bấm tham gia drop thôi các bạn. Vậy là xong các bạn. Ok, vậy video mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình drop nhận 40 tốt ngàn Gaka đến đây cũng tốt các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn trong những video clip tiếp theo tiếp nha.